Rồi, hello, xin chào anh em ha. Hôm nay có con xe mới về, dòng Lucer 220cc. Đấy. Đấy. Dòng này thì mới về, rất là mới luôn. Dòng này thì rất là ít khi xuất hiện ha. Đấy, bánh cầm, thắng đĩa. Dòng 200cc, 220 thì dòng này có một máy nhá. Đấy, xe thương hiệu nè. Hàng này là thương hiệu của hãng Bayja. Bayja của Ấn Độ. Đây là Vega 220cc Lucer. Xe còn nhìn kiểu dáng rất là đẹp nha. Hợp với những anh chị cũ lớn tuổi ha. Đấy. Con này thì đang rút hồ sơ rồi ha. Đấy. Kiểu dáng thì rất là đẹp luôn. Nó cũng giống kiểu của GRS nhé, GRS 150. Nhưng con này là 220cc. Con này thì đời 2018 nhé, giá là 49.900.000, giảm 900.000, còn 49 triệu cho dòng 200cc, 220cc nhé. Một hãng xe của Ấn Độ. Chi tiết inox của nó này còn rất là sáng đẹp luôn. Ấn Độ. Con này thì động cơ một máy nhá. Giải nhiệt bằng két nhớt. Công nghệ là DTSI của hãng Bayja. Dòng xe còn khá là đẹp. Xíu mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử ha. Mọi chi tiết còn rất là đẹp luôn. Trước này, mọi chi tiết còn sáng đẹp nha. Giá rất là mềm luôn. Kiểu dáng thì ngồi, con này ngồi đi xa cũng rất là khỏe nhé. In rất là êm luôn. Yên to rất là êm, kiểu dáng khỏe. Kính chắn gió trước này. Gương chiếu hậu này. Nổ máy cho anh em nha, bật chìa khóa. Đấy, có hiện cái Bluetooth đây này. Đấy, mình cũng chưa hiểu cái biểu tượng Bluetooth của trên cái chiếc xe máy để làm gì, cũng chưa tìm hiểu lắm ha, chưa rõ lắm. Anh em nào mà biết rồi thì cứ comment cho mình biết nhé. Vì mình thấy mấy chiếc xe có cái tín hiệu Bluetooth này, cũng chưa biết cái tín hiệu để làm gì. Đấy. Này thì có một nút tắt khẩn cấp này, đèn pha cốt, nút đề. Còn bên này thì passing này, pha cốt, nút còi, sinh nhan, cũng đơn giản thôi. Ở đây thì có nút báo bình này, báo xăng này dưới này, báo mô dưới này luôn. Không biết cái báo số mình giảm chưa. Mô. Đấy, sẽ nổ máy cho anh em nghe thử nha. Chiếc này nó không có báo vòng tua nha, chỉ có báo đồng hồ tốc độ thôi. Đấy, máy móc rất là thì thầm luôn. Đấy, odo là 11.000 cây. Con này chỉ có báo tốc độ thôi nha, không có báo vòng tua. Đấy. Máy móc thì rất là thì thầm luôn. Đấy. Đã có hai thùng đồ sau này. Nhìn đi tô rất là ngon, nhìn rất là êm luôn. Đấy. Máy của nó thì là thì thầm luôn nhá. Đây. Em ru à? Xe em ru luôn. 200cc mà nghe rất là êm luôn. Êm có khi là hơn êm hơn xe quay luôn anh em ạ. Anh em thấy không? Còn rất là đẹp nha. Đây. Chiếc của nó này. Kính chắn gió. Đĩa này
rất là mới luôn, rất mới luôn ha. Đây, đây này còn rất là mới, liền trước này, bánh nhiệt thì còn rất là sáng bóng luôn. Đấy, bồ zin, cá đều zin hết nhá, 220cc Closer. Xin nhan tất cả đều zin luôn. Chắc mình sẽ giới thiệu nốt mấy cái dòng kiểu dáng Closer cho anh em xem luôn. À, bên dưới kia giá mềm hơn xíu. Giá mềm 220cc, thùng đồ sau luôn, đang rút hồ sơ rồi. Xong thì nếu anh em nào quan tâm thì tới địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương nha. Số điện thoại 0976 741 725. Có nhận giao lưu, trao đổi với tất cả dòng xe nha. Hỗ trợ trả góp qua ngân hàng thì chỉ cần trả trước 30% giá trị xe, có thể mang xe về nhé. Đây, phía sau này, wow, phía sau là 180, 90, 15. Đấy. Bánh nó kiểu bánh béo á, thì cũng rất là hay. Đấy, bô này. Nói chung là từng nước sơn cái bánh sau này cũng rất là đẹp luôn nhá. Đấy, chưa có một cái lỗi chảy xước hay gì hết luôn. Wow, rất là đẹp ha. Đấy, bô này, bô zin, inox sáng choang luôn. Đấy. Closer 200cc của bài dài Ấn Độ. Rồi, nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì cho mình muốn nút đăng ký kênh và cái chuông nút đăng ký để cập nhật video mới của mình. Mình sẽ làm video khác để báo giá cho anh em. Còn thì mình sẽ xuống đây báo nốt mấy cái dòng Closer cho anh em nào quan tâm nhé. Đấy. Đây. Mấy dòng. Đây có Yamaha IB này, rất là đẹp luôn, mình cũng rất là thích những cái dòng này. Đó. Con này là 2019 36.900, 2.9 hay 34.000 à. Yamaha IB 25. Đây ha, con này Master 125 biển số 73 năm 2009, giá là 19.900. Honda Master nhé, Honda Master. Đấy, giá mềm 19.900. Dưới này con này cũng là Honda Master luôn, hai con Master. Giá con này là 2008 17.900, giảm 900 chỉ còn 17.000 thôi. Có tặng nhớt nha anh em ạ, có bảo hành xe luôn. Đấy. Rồi con này thì VM150 thì hôm trước cũng có báo qua cho anh em nha, hôm nay thì báo luôn cho anh em biết luôn ha. Con này là 2010 biển số 59, giá là 35.900, giảm 4.900 còn chỉ còn 31.000 thôi. Đấy, động cơ hai máy, động cơ hai máy nha. Đó. Điện không? Đấy, con này động cơ hai máy. Như hạt lây luôn, ghê thịt. Đó. 31.000 ha. Đó, động cơ hai máy thì beo 150. Con này thì beo 150 luôn. Đó, hồ sơ cầm tay rồi, rút hồ sơ rồi nhá. Con này 2010 35.900, giảm 4.900 31.000 nha. Đấy. 31.000. Được vừa hai máy thì những máy ra hết rất là hay luôn, giống kiểu hạc lây luôn, nhưng mà đó thì VM 150 con này thì cũng 31.000 luôn. Đó. Con này là Yamaha 125 biển số 67 là 2008, con này thì 20.900. Đấy, 20.900, giá thì rất là mềm thôi. Rồi. Đó, đó là mấy dòng Closer mới về ha, báo giá cho anh em biết luôn. Rồi.
anh em nào mà chưa đăng ký kênh hãy cho mình một nút đăng ký kênh và cái chuông nút đăng ký để cập nhật video mới nhất của mình. Đấy, khi nào có cái video mới về mình sẽ làm video để báo giá cho anh em ha. Anh em nhớ theo dõi cái video của mình vào lúc 19 giờ tối hàng ngày. Mình sẽ làm video để báo giá cho anh em. Quay những con xe nào mới về anh em tham khảo nha. Anh em nào quan tâm thì tới số địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gia An, Bình Dương. Số điện thoại 0976 741 725. Anh em. Đây. Ở đây thì có hỗ trợ trả góp nhá, bao rút hồ sơ. Đấy. Bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Và có hỗ trợ trả góp khoảng 30 được trước khoảng 30% giá trị xe, anh em có thể đưa xe về nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.